Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Review Du lịch 4.0. Và mình là Phúc Anh. Ngày hôm nay thì buổi sáng mình dẫn các bạn đi quanh thị trấn Sapa xem khung cảnh Sapa vào mùa đông như thế nào nhá. Mình thì vừa thuê được nhà trọ gần đây, gần Sun Plaza này các bạn. Buổi sáng thì ở đây rất là lạnh, tầm 8 độ C. Đây là nhìn thấy sương mù này. Trên nhiệt độ điện thoại nó báo là 8 độ C, còn ở ngoài này chắc phải lạnh hơn, tại vì nó cộng thêm với những sương sớm nên rất là buốt. Bây giờ mình sẽ đi ra phía trung tâm, như là mặt trước của Sun Plaza. À không, đây chính xác là mặt trước này các bạn này. Mặt trước đây là đường Hoàng Liên. Đó, sáng mù luôn. Ở Sapa là buổi sáng này thì các bạn chỉ ăn đa số là bún và phở, nó không có nhiều các món đặc sản như là ở những địa điểm khác. Buổi tối hoặc buổi trưa rất là nhiều các món ăn ngon. Ở trong Sun Plaza này rất là đẹp nhá. Bữa nào mình vào mình sẽ quay chi tiết cho các bạn. Bây giờ là nhà thuê cách Sun Plaza khoảng 50 mét thôi. Đoạn đường xuống quảng trường. Đấy, bây giờ đang sắp Noel rồi, cho nên là ở những cây thông được trang trí rất là lung linh. Cái điểm này là điểm check in, hầu như là ai đến đây cũng phải check in. Các bạn đứng từ phía này thì chụp điện thoại thì sẽ khó, nếu mà không có camera bắt rộng thì khó lấy được toàn cảnh bên toàn cảnh cái phía Sun Plaza này, thì các bạn phải đứng từ bên kia kìa. Đây, đi phường xuống này là đường Phan Xích Phăng. Phan Xích Phăng thì rất là nhiều nhà hàng ở phía dưới này. Còn xuống này là đường Cầu Mây, cũng rất là nhiều nhà hàng với cả khách sạn. Mưa sương nên là đường đi rất là bẩn các bạn nhỉ, đi rất là nhớp nháp. Đấy, các bạn check in ở đây. Bây giờ đây là ở quảng trường các bạn này. Quảng trường mà sương mù không nhìn thấy nhà thờ luôn. Cho cháu một cái kỷ niệm. Dạ không ạ. Đáng để cho cháu một cái kỷ niệm, một cái cho mẹ bên bên này nó ăn sợ. Dạ không ạ. Đáng để cho cháu một cái. Căn bản là mình. Đáng để cho cháu một cái. Dạ không ạ. Tức là mình không mua đồ đây, nên là mọi người cũng bám đuổi rất là nhiều. Cái đường này thì các bạn có thể lên đi tiếp nữa. Đường này là các bạn có thể đi lên Ô Quy Hồ. Đấy, cái đường phía trước. Dạ không ạ. Không.
Đó, đây là công viên này. À, buổi sáng thì các bạn có thể, nếu mà ở Sapa, các bạn để ra đây tập thể dục, đi chạy. Đấy, kia là nhà thờ. Nhà thờ này buổi tối lên mới đẹp các bạn ạ. Buổi sáng này thì đang sương mù này, cũng chụp ảnh lên chẳng thấy gì. Nó là đặc trưng. Đâu cháu? À, không ạ. Không. Ở phía sau cái nhà thờ chính là cái núi đỉnh núi Hàm Rồng, nơi cao nhất tại thị trấn Sapa. Lên đó, nơi đó thì các bạn có lên trên đó, các bạn có thể ngắm toàn cảnh Sapa luôn. Nhưng mà tuy nhiên với cái khung cảnh sương mù như này thì chịu thật. Và vé lên đỉnh núi Hàm Rồng mình sẽ là 70.000 như vậy. Mình sẽ khám phá sau. Bây giờ mình sẽ đi ra hồ, đi quanh hồ quay cho các bạn. Đấy, khung cảnh này cũng là một đặc trưng của Sapa. Đấy, bên là đặc biệt ở đây thì những người dân tộc hoặc những người rất giỏi tiếng Anh. À, mình sẽ đi sang bên đường này. Đây công viên. Mình cũng mới quyết định chuyển lên Sapa sinh sống để trải nghiệm xem cuộc sống vùng cao như thế nào. Và mình thấy thuê nhà ở đây rất là rẻ. Chuyện thuê cái những căn nhà mà 20 m², như mình thuê 20 m² thì nó rơi khoảng có 1,5 triệu. Rất là rẻ. Tuy nhiên là về cái cuộc sống chẳng sinh hoạt đó thì nó rất là cao. Ví dụ buổi sáng các bạn mà kia đi ăn sáng bên ngoài thì nó do một bát phở biết thì dao động phải 40.000 đến 50.000. Hôm trước mình đã ở Đà Nẵng 2 năm thì thuê phòng, thuê nhà trọ ở Đà Nẵng thì đắt hơn, căn hơn gấp 3-4 lần, rất đắt. Thậm chí căn phòng 20 m² mà ở Đà Nẵng thuê thì phải đến 3,5-4 triệu đấy. Và 2 tầng như là trước mình thuê là 5 triệu, khá đắt. Nhưng ở đây chỉ cần 3 triệu là các bạn có thể thuê nhà nguyên căn rồi. Đó. Thì tuy nhiên ở Đà Nẵng thì cái chi phí ăn uống lại rẻ. Có biết bước ra ngoài khỏi cửa cả là những cái quán phở hoặc là những cái cháo trước chỉ có 12-15.000, thậm chí là cao nhất cao hơn là 20.000, chứ còn không có cái nào vượt 30.000 cả các bạn ạ, trừ vào nhà hàng sang trọng. Nên là đó là trải nghiệm, nó sự trải nghiệm mình chia sẻ thôi. Bây giờ mình đã đến cái ngã ba vòng xuyến đây. Các bạn đi tiếp thì cũng là một dãy sao nhỉ, cửa hàng sinh hoạt phở, bán phở đồ ăn, rồi homestay khách sạn. Còn bên này nó rất là nhiều nhà hàng này. Ở Sapa này thì những đặc sản nó như là thắng cố, cá hồi, cá tầm, thịt trâu các bếp, rất là đó, nó chỉ có khoảng 4-5 món chính này các bạn nhớ thôi. Đấy, cơm lẩu thắng cố, cá hồi này, cá tầm này, lợn bản, gà bản. Đó. Bây giờ đường này là đi ra hồ các bạn nhá. Và Sapa thì đây là đường một chiều nhá, các bạn đi xe máy thì đừng rẽ vào cái đường này. Rẽ vào đường này là sẽ bị có công an sẽ bắt các bạn nhé, phạt đấy.
Đấy, đây là đường một chiều nha, chiều xuôi. Khi mà các bạn mà ở đây thì muốn cà phê rất là đẹp này. Cà phê. Đây, cà phê rất view. View hồ. Giờ mình sẽ đi sang đường, tại vì đi ngược chiều, đi bên này thì cũng không có cái gì. Nhìn sang đây sẽ quay cho các bạn xem hồ ngày hôm nay cái gì. Đó, các bạn thấy các bạn có thích cảnh sương mù này không nhỉ? Sương mù này không? Bản thân mình thì thấy cũng đó lắm mà đặc trưng, mình cũng khá là hứng thú khi mà mới chuyển lên đây. Mưa thì cũng không phải là mưa mà gọi là nó ẩm ẩm, trời ẩm thấp. Các bạn ở trong nhà mình thì nó ẩm. Cái thời tiết như này ạ, nếu mà những nhà nào mà đón được ánh nắng mặt trời thì chỉ cần nắng lên cả là nhà nó khô ráo. Còn còn không, như nhà mình thì không đón được ánh nắng mặt trời thì nó sẽ ẩm thấp. Có thể phải sử dụng đến máy chống ẩm, máy hút ẩm. Tuy nhiên là mình cũng chưa chuẩn bị được, nên là cứ chống thôi, sống tạm một vài bữa xem thế nào rồi chuẩn bị thêm. Đây, đây là khuôn viên đi quanh hồ này các bạn. Buổi sáng mà đi chạy cảm giác nó se se lạnh, tê tê rất là thích các bạn. Các bạn lại có dịp đi du lịch Sapa dài ngày đó, các bạn cứ thử trải nghiệm cuộc sống rất là thích. Đây, mình sẽ quay từ phía trên này. Cái buổi tối thì ở bên các bên phía này nó là những quán lẩu. Không, quán lẩu, không phải quán lẩu mà quán, các quán nướng, rất là nhiều quán nướng, những cái phố quán nướng như này rất là nhiều. Và ở đây là những cây đào, những cây đào hình như cây đào là sao chưa ra hoa nhỉ, cây đào chưa ra hoa. Hồ không nhìn thấy bên hồ bên kia luôn. Cái này là tầm nhìn xa. Tầm nhìn xa chắc là 100m chứ mày. Đấy, Sapa Lake View. Sapa Lake View cũng là một cái địa điểm mà hotel nổi tiếng vì nó view hồ gần trung tâm, cũng như là ở bên dưới thì có cà phê. Nhưng mà khung cảnh nó có thị trấn, nó có khi nhấn chìm vào trong sương mờ. Mình biết là mình đi nhiều, mình gặp các bạn từ miền Nam trở vào, các bạn rất thích cảm giác như này, nhất là đến Sapa thì cảnh núi non hùng vĩ và cảm giác sương lạnh thế này rất thích. Không những các bạn miền Nam đâu, sự miền Trung, miền Bắc cũng rất là thích. Các bạn nào có dịp lên Sapa thì cứ nhắn tin cho mình nhé. Nếu mà mình còn ở trên đó thì mình có thể dẫn các bạn đến bản chơi. Còn hôm nay là chỉ đi dạo quanh phố phường để ngắm cảnh nào. Rồi, mưa nó sẽ bắt đầu mưa sương đấy. Mình sẽ chùi camera một chút. Giờ mình đã đi tiếp một đoạn nữa thì nó sẽ có con đường, gọi là con đường đi bộ. Con đường đi bộ. Và cái phía bên trước mặt các bạn, đi sau cái con phố đi bộ này này, nó là bến xe cũ, cái sân vận động. Bây giờ nó là sẽ thành sân vận động. Ở đây thì, ở đây các bạn nhìn xa xa kia thì nó là cái sân vận động cũ. Ồ, kia nó có cái gì hay. Đấy các bạn nhé, buổi tối nhá,
Buổi tối ở đây thì nó sẽ sáng, các dây đèn này nó sáng lên rất là lung linh, nó rất là đẹp. Ở kia thì mình thấy ở sân vận động đang có cái gì hay ho, mình phải ra để mình xem, mình quay cho các bạn. Rồi, mình thấy ở cái này nó có giấy thông báo. Thì ra đây là diễn tập phòng cháy chữa cháy các bạn ạ. Ấy các bạn đấy, như mình vừa chia sẻ là trước đây là ở đây là bến xe này. Ngày trước mà các bạn đi Sapa là xe nó chạy thẳng lên đây này. Và bây giờ đã chuyển xuống bến xe phía dưới rồi, đã xây dựng ở gần chợ, đó là bến xe. Còn đây là những cái bến đỗ của những chiếc xe khách. Rất nhiều xe. Thì năm nay là đại dịch Covid cho nên là rất nhiều ngành du lịch ảnh hưởng, thậm chí là cả bản thân mình là người cũng là người làm du lịch, cũng như là làm travel du lịch, review du lịch, nó bị ảnh hưởng rất nhiều, mình không thể đi được nhiều để quay lại, nên kênh mình đã bị một thời gian không có video. Để xem. Sự tập huấn cho những người dân. Bắn tung và lắc theo cái chiều ngược lại. Mình cũng quay qua sơ về cái sự kiện tập huấn về phòng cháy chữa cháy ở đây. Cũng rất là tốt thôi, để cho những người dân ở đây, họ khách sạn, họ có kinh nghiệm để xử lý trong cái trường hợp có sự cố về cháy nổ xảy ra. Ở đây mà nó thành cái sân bóng cũng hay phết đấy, rất là rộng. Ở đây trước là sân bóng này. Cái phía bên song song với cái đường trên bờ hồ mình vừa đi vừa nãy, nó là đường Điện Biên Phủ. Ở bên này thì đa số là người dân ở đây, và những đơn vị cung cấp như là ống nước này, xây dựng dịch vụ, cũng có nhà nghỉ và ăn uống. Ở cái phía Điện Biên Phủ này thì có những quán ăn ngon như là bún chó này, nếu các bạn ấy ăn được chó thì các bạn ăn bún chó, hoặc là bún chả Nga Cảnh vừa rẻ rất là nổi tiếng, nhưng mà bạn chỉ mất khoảng 25-30 nghìn mà một bát đầy rất lu, ăn rất là thích. Mình sẽ đi ăn và mình quay chi tiết sau. Đấy là xe sao Việt này, xe Hà Nội Sapa. Tóm lại là cái đường mà các bạn đi Sapa mà các bạn đi bộ, nó sẽ có rất là nhiều cái đường dốc, bởi vì địa hình nó là địa hình đồi núi, cho nên là
Bánh bao đi rất là dốc cũng rất là mất sức. Bánh bao nóng đây. Bánh bao đây. Đây. Đấy một bánh vòng. Một vòng mình đã quay lại cái con đường con đường tình yêu. Sorry, vừa nãy là mình nhầm là con đường đi bộ, nhưng đây là con đường tình yêu này. Các bạn đi vào đây này. Đó. Ở giữa kia thì nó có giữa hồ thì nó sẽ có một cái khoảng đất. Khoảng đất trồi ra này. Nhưng mà mình hôm nào mình sẽ lên trên đó để xem. Ok. Có lẽ như vậy là mình cũng đi gần như là một vòng hồ rồi. Ở cái phía bên này thì nó sẽ không, phía bên này nó sẽ không có nhiều thứ đặc sắc như là ở bên phía hồ chính kia. Mình sẽ đợt này mình sẽ lên đây và mình sẽ ra nhiều video trải nghiệm ở các vùng bản hơn. Mà đặc biệt ở Sapa các bạn, mà các bạn có thể chọn nhiều hình thức đi, như là điển hình chung là đi xe máy. Xe máy thì thuê thì có rất là nhiều loại xe, có thể thậm chí là 50.000 một ngày, 80.000 một ngày và 100.000 một ngày. Và xe quay, xe số, còn xe ga thì chắc tầm cao hơn khoảng 20.000. Thì các bạn nếu mà khi thuê xe, mình chia sẻ một chút kinh nghiệm nhỏ. Người ta sẽ hỏi các bạn đi đâu xa không, đi đồi núi không, thì các bạn cứ bảo đi loanh quanh thị trấn thôi. Thì họ sẽ lấy lại với giá 80.000, nếu mà các bạn mà chẳng hạn đi y tí tiếc đúng không? Nói là đi y tí thì chắc chắn người ta sẽ lấy cao hơn, bởi vì đi xa người ta hạng xe thì sẽ lấy chi phí cao hơn là 100.000, 120.000. Vì trước kia mình cũng đã từng lên đây thuê xe, và mình thuê xe thì mình nói mình đi tí thì họ sẽ lấy đắt hơn. Tuy nhiên là mình cứ bảo là đi trong thị trấn thì họ sẽ lấy đúng như là mình đi trong thị trấn thôi. hôm nay thì cái clip này thì nó không có gì đặc sắc nhiều, nó chỉ là một buổi sáng mình đi dạo quanh cái hồ cũng như là dạo quanh thị trấn Sapa xem nó thế nào. Còn rất là nhiều địa điểm đẹp, cũng như là địa điểm check in, cũng như là những cái bản làng tả van tả pìn, thì mình sẽ làm ở những cái clip sau nhé. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ chào tạm biệt các bạn. Các bạn đừng quên like và subscribe kênh nếu mà các bạn chưa subscribe, và nhấn vào chuông nha, để mình ra những video mới nhất mình sẽ làm rất là nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.